Xin chào quý vị, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình tràn đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, Tết này cái gì khó cứ hỏi người khó. Hãy click ở đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn bí quyết làm thế nào ăn ngon, uống khỏe và đi chơi Tết. Tết này cứ chơi thả ga đi, cái gì không biết cứ hỏi người khó. Happy New Year! Xin kính chào quý vị, và để cho không khí trở nên sống động hơn, mời quý vị cùng vỗ tay đều để hát một bài hát thật là sôi nổi được không ạ? 2, 3! Lắng lên nào! Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mình mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết cái chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu thừa lừa. Thằng cha chính lùng là từ ngày cha dọn nhà kế nhà tôi, ngày nào chả cũng hát ba cái nhạc tàu lao qua đây hết trơn. Nè chính lùng, sao ngày nào tôi cũng chửi bộ không có lỗ tai hả ông? Tao có cả hai tay nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Mày ghét không? Hát như vậy mà hàng xóm nào chịu nổi. Vài bữa cho tôi phải dọn đi chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Hát gì mà nó nghe được. Ông bước qua đây vậy cho tôi. Sao chửi hoài vậy? Sao chửi hoài vậy? Mới lùm được áo. Mày ghét không? Già rồi không có nên hết. Ăn mặc gì kỳ cục vậy hả? Xin lỗi nha, mỗi người có một gu thời trang khác nhau. Tôi mặc gì mà ra đường ai cũng nói ô fashionista. Nita? Nghĩ sao vậy trời ơi, áo sơ mi đàng hoàng tự nhiên bận quần thun mà bỏ vô quần làm gì hả? Kệ họ nha, hãy nhìn lại mình đi, không có ông già nào sắp chết mà mặc hồng cánh sen hết trơn, bóng muộn màng. Nè, tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tàu lao ở nhà tôi vậy hả? Bởi vì sao? Bởi vì mình già rồi, mình hát nhạc trẻ cho tâm hồn mình trẻ trung, cho nó phơi phới. Mình hát nhạc già giết rồi cái mặt mình nó chảy xệ, thấy không? Ê, trùng hợp vậy. Ông có giỡn không nha? Ông hát những cái nhạc gì mà không có chiều sâu, thấy chưa? Hát sao là sâu, xuống giếng hát cho nó sâu hả? Nè nè nè, tôi hát những bài mà Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà, chuyện tình Lan và Điệp, Nương Sơn với Chúc Anh Đài, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe cũng biết. Võ Đông Sơn, Bạch Thu Hà giờ cũng chia tay, Lan và Điệp giờ cũng chia tay, chỉ có nhạc của tôi. Sáng sáng uống cà phê, tối tối uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Tôi không có nói chuyện nhiều với ông nữa. Dạ. Bữa nay sẵn ông qua nhà tôi. Dạ. Tôi sẽ cho ông sáng mắt ra biết thế nào là nhạc có chiều sâu, nghe dạ, chưa? Dạ. Hứ gì hứ. Đó, đủ trò già chướng. Thời gian không để dành thở mà làm bả chuyện tào lao. Nghĩ vậy, nhìn vậy thôi đó, chứ ở trong bệnh không à. Để với tiểu đường nặng lắm. Đi nào không biết thiệt. Không biết trụ tới 30 không. Tự nhiên mùng 1 qua đó, đang nói chuyện tự nhiên xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi, ông nghĩ sao đàn này đàn piano vậy ông chính? Ừ? Nói chơi thôi, piano là kìa kìa. Cái này là violon. Trời có cây cà cà cà. Cái trình độ của ông nó quá cao rồi ha. À. Đứng nghiêng đó. Dạ. Nghe ha, đừng có phát biểu ý kiến nha. Nghe. Nghe nhạc có chiều sâu. Rồi, hát đi, phân tích cho hiểu. Dữ hả? Ngày nào cũng móc. Ồ. Cha già mà còn sức ngày nào cũng móc. Nè, ông nói cho đàng hoàng, ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar, nghe chưa? Thì ý tôi nói là già mà trong ngày nào cũng móc được đàn guitar, chứ ông nghĩ ông già móc gì, móc ống cống hả? Ừ. Nè, đứng yên đó, nghe. Nghe tôi hát nhạc chiều sâu nè. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh, nhớ em anh muốn thét lên đây trong biển. Hát ba nhạc tàu lao vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật. Ban đêm nhớ nhau người ta trong vô trong Viber, ta nhắn tin lên Facebook, ta nhắn tin ban đêm nhớ nhau, đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho công an phường ập vô bắt lên phường hả? Trời đất ơi, tôi chỉ tưởng tượng thôi, tôi có thét lần nào đâu. Tưởng tượng là phạm pháp ở trong suy nghĩ vậy. Tao nhớ thì tao nhắn tin WeChat, thấy không? Tao gửi hình ở trong Yahoo. Gì Yahoo? Zalo. Nói tầm bậy tầm bạ. Nhớ nhau thét lên trong đêm dài. Con phường ập vô rồi, lên phường đóng 300 ngàn tiền ngu. Đóng xong bị chửi nó, ô, vết bùn.
Là gì? Hưu như bò. Trời đất. Bà hút á. Red Bull mà ta dịch ra hưu như bò. Hôm ơi, ông hay quá. Vậy chứ cái chỗ này ông hát sao? Mình hát là mình trước tiên là mình phải hiểu nhạc. Thấy không? Mình mới đưa cái âm nhạc vào trong trái tim mình. Mình suy nghĩ, mình cảm thụ nó rồi mình mới bộc hát ra trong cổ họng. Cha này chắc chắn bị trĩ nè. Ông nói chuyện gì mà ông chổng cái mông gì thế ghê vậy? Nói chuyện không có gọi gì cái tính thẩm mỹ trong lời nói. Thẩm mỹ gì? Mình nói chuyện phải có tính thẩm mỹ. Cũng một câu nói nhưng mà tôi nói khác nó mang cái tính chất vui cười liền. Sao? Ví dụ như thằng cha này hình như chả dư cục thịt. À, nó nhẹ nhàng quá, ẩm thực. Ông nói nó nghe thì gớm. Ê! Có chuyện cục thịt nó lòi ra kìa. Dạ, nó dễ sợ luôn. Đừng có nhiều chuyện quá, đừng có đánh trống lạng nữa, hát đi. Ông hát thử coi ông hát được không? Là mình phải hiểu nhạc. Mình phải hiểu cái không gian, cái thời gian xảy ra câu chuyện đó. Ừ. Móc. Màn đêm đã buông dần. Đèn hiu hắt cô hồn cô của anh nhớ em. Bài ơi, bài ơi. Gì? Trưởng thành hết rồi. Gì? Tại sao quăng trái bom rồi chui xuống hầm? Tào lao. Ai mà làm ba cái trò đó ông ơi. Tôi vuốt sợi dây đơn. Chà, cái đơn 2D hả? 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Cái cỡ ông mà đờn cái đờn này là nó không xứng tầm. Sao? Ngày mai qua nhà cho cái đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh, vừa có mùi, vừa có hiện vật. Bậy bạ. Giỡn hoài, hát đi. Hát là đâu à? Mập. Mà đêm đã buông dần. Đèn hiu hắt cô của anh nhớ em, nhớ em. Anh thút thít gì vậy? Quay hát rồi cứ thút thít trong này. Hát gì tầm bậy. Hay ban đêm thút thít chơi, ban đêm lẻ thét lên công an phường ập vô sao? Mai họp tổ dân phố hả? Mà tôi nói cho ông nghe nha, ông hát là tôi cũng thấy tạm được đi. Và cái cách diễn xuất của ông gì thấy gớm. Hai cái chân ông làm gì ông miếu rồi vậy? Hát là phải hiểu nhạc. Hiểu gì? Màn đêm đá buông dần là màn đêm bắt đầu buông xuống à. Là nỗi cô đơn bắt đầu xâm lấn, là bắt đầu quýu nhẹ. Nhớ em là nhớ con ghẹ nóng bỏng chà bá lửa là quýu mạnh vô. Trời ơi. Chỉ sau hai câu hát mà cái quần chật chội liền. Thôi 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 thôi. Tới chỗ này tôi thấy ngưng được rồi. Ông mà hát nữa là nguy hiểm lắm. Bỏ cái loại này đi, hát cái nhạc khác. Rumba trữ tình. Ba má gì cũng được. Nghe nè. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Thôi nín đây. Cái gì vậy? Hát nhạc không thực tế với cuộc sống hiện tại đang xảy ra. Sao không thực tế? Thời buổi bây giờ mà chia tay hết yêu, em còn yêu anh không? Hết rồi anh. Anh còn yêu em không? Hết rồi em. Ok, em về đi, chia tay. Anh không đòi quà. Xong. Là những câu chuyện mà thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Hát xong bài đó lẫn nhỏ ra tới Hà Nội rồi. Được rồi, ông muốn hát nhạc thực tế nghe là hiểu liền, biết liền gì phải không? Có liền. Em sẽ đi, thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi, những gì tôi đã trao. Em sẽ đi, vui xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi cái quần, anh sẽ rách hô hô hô. Em sẽ đi
cái quần vẫn còn nguyên hề. Em không sẽ đi, em sẽ tha thiết đi. Ở trong nó xanh đột chuối nè. Trời đất ơi, thằng cha già này vô duyên thiệt. Ông cái bà người ta đang hay tình cảm gì ông đưa ba cái áo quần làm cái gì vậy? Không có con nào yêu tàn nhẫn mà xé tha thiết vậy hết. Sao? Mà cũng thằng nào mà yêu mà trai đó mà mù hoáng vậy. Quá xé gì? Một lần là về với mẹ liền. Bởi vậy ở không nhậu nhẹt rồi cải biên mấy cái lời tầm bậy tầm bạ. Dạ. Ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Thế hệ gì? Con bà Tư. Con bà Tư không phải. Hôm qua tôi gặp nó nói trời ơi bác ơi, hôm bữa bác chính bác chỉ có một cái bài hát thiếu nhi, hát gì con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nói ủa cái bài gì lạ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim dành khuyên đực, thích con chim dành khuyên cái, hẹn hò đi chơi ba tháng sau có bầu. Đã rồi. Xàm. Xàm gì xàm? Ông chị nó hát tầm bậy tầm bạ chứ con nít tầm mà nghĩ ra cái bài đó. Không có con chim mà ba tháng có bầu hết á. Chứ sao nó biết? Ông hát cho ai mà mình nó hát vậy? Hát gì chi làm hát đúng. Sao? Mập. Có con chim vằn khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mặc thẹo đầu đinh đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tim, chim đập cô sơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim vằn khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Vỗ tay cái gì? Thì cha này giá tầm bậy. La cái gì? Ông chỉ tài ông về rồi nào. Ông không có về mà ông gặp gái là ông nhai luôn xương. Đây nè, về tới điểm danh nè. Áo bông nè, áo chập nè, áo đen nè. Lát nữa là bị xin số điện thoại hết. Đó, tém vô đi con. Tào lao. Sao cứ nhìn về phía ấy vậy? Trời, sắp tới trái cây nhiều lắm trong bữa á. Nè. Trời ơi, cái trái khế mà cái nhòi lên nhòi xuống là biết nuốt nước miếng á. Tôi nói cho ông nghe. À. Tại sao nãy giờ ông hát cái bài nào cho nó đàng hoàng tôi nghe chút xíu được không chính? Ông cứ giỡn với tôi hoài vậy? Sao nãy giờ không nói? À, bây giờ tôi nói nè. Nhạc đàng hoàng đúng không? Ừ. Nghiêm túc đúng không? Đúng. Thì nó dốc móc. Rồi. Anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường, mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy trời ơi? Được câu đầu à, có sao tào lao. Thì không có tiền anh kêu xe ôm đi. Hát bài nào cho nó đàng hoàng tử tế từ đầu đến cuối cho tôi nghe coi. Đàng hoàng là phải hát nhạc quê hương trữ tình lãng mạn. Ờ à, đúng rồi. Không phải ai hát nhạc quê hương cũng được. Ừ. Phải có tài năng, có thiên bẩm. Đúng. Phải hiểu được cái sâu xa quê hương là gì. Đúng. Quê hương là gì? Quê hương là gì? Quê hương là chùm khế ngọt trên đọt có trái khế chua. Tôi thấy tào lao rồi đó. Đúng không? Cái khế ngọt cái nào cũng có lọt chọt mấy trái chua. Thôi khỏi giải thích, hát đi. Khỏi nói, móc. Ông làm cái trò gì vậy? Đang diễn tả cảm xúc. Cảm xúc gì? Một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi bất ngờ. Sao thay đổi quá vậy? Làm tuột cảm xúc. À, xin lỗi. Móc again. Thank you.
Có những tháng ngày anh đã để em xa vòng tay ấy. Có những tháng ngày mình mãi lạc mất nhau. Anh không để được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Cái gì vậy ông nội? Nhà đầm sen chiều cường lên ngập dữ lắm. Bỏ đi. Anh không để được với em, không phải vì bão tố, không phải vì phong ba, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đã quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm giấc mơ buồn. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm hẹn hò chiếu trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta sẽ đưa nhau về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Và đây là dòng, sông xanh lúa bơi bên lý nương sâu ngã nghiêng hàng xưa. Và đây là dòng, sông xanh tí mi. Ta sẽ bên nhau, ta sẽ yêu nhau như ngày ấu thơ. Hay, công nhận anh hát bài này rất là hay. Biết kết hợp giữa Đông và Tây, nhất là đoạn chót. Nhưng ngày ấu thơ hốt quá. 3 tháng trời. Gì vậy? Tập 3 tháng trời. Dữ vậy? Hồi xưa là như ngày ấu thơ là cứ hai cái đùi không? À. Xưa cái Bình Thành, Thủ Đức. 3 tháng sau vô tới sở thú luôn. Có đợt vô bệnh viện. Sao vậy? Hốt lố tai. Bác sĩ chửi quá trời. Sao? Bầm tím vậy? Trị bệnh 1 tuần sau bác sĩ vô phòng đuổi liền. Đi về nhà ngay. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt dẻ rồi. Anh hát cái loại này hay. Còn ba cái nhạc mà mỗi ngày ông hát hip hop vậy, tôi nhìn tôi thấy tôi không có thích. Hip hop gì? Hip hop gì mấy cái đó bài là cái nhạc đường phố mới du nhập. À. Hát ở ngoài đường thôi. À vậy hả? Ừ. Hát là sao? Cái hip loại đó sao? Cái loại đó là cái dạng nhạc là không bao giờ đứng một chỗ. À. Hát nó phải nho nho vậy đó. Ờ ngộ ha. Giống như bị con kiến chui đâu đó vậy đó. Nó phải nho cho con kiến nó sợ, nó chạy hoảng loạn, nó chạy nó gặp con kiến chúa nó sợ quá nó chạy ra. À. Nè, để ý nè. Bà mới bị kiến cắn không? Bà ha ha là biết mới kiến chui vô. Nè, thấy cái thằng hip hop nào nó hát mà nó nhảy vậy. À, là đơn, sao? Đơn giản là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị nó không có cắn, nó chui vô gặm kiến kia hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Đó. Đấy. Còn nè, để ý nè, thằng nào hip hop mà nó nhảy điên cuồng. Là sao? Là con kiến lửa chui vô. Còn đặc biệt thằng nào hip hop mà giữ mà đứng im là sao? Con bò cạp chui vô. Biển bò cạp chui vô mà nhoi 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 là nó múc con kiến chúa liền. Ồ. Cha này chịu chuyện ghê. Hết. À, vậy ai dám đi học hip hop cha nội? Hết. Nè, ông hát thử một bài đi rồi tôi phân tích cái hay cái dở nó nằm chỗ nào cho ông nghe. Móc. Rồi. Không, hip hop là nó phải có cái gì vậy? Gì bịch bột ngọt nghĩa là cái gì ai biết á trời ơi, ở nước ngoài nó làm gì đó. Bịch bột ngọt, bịch bột muối là ông nội á. Thôi nghe, thôi nghe, nghe tàu lao. Ờ, mà sao dòng này nước ngoài nó đọc tiếng Việt không? Tiếng Trống ông ơi. Bịch bột ngọt, bịch muối tiêu, bịch bột ngọt. Tôi làm được luôn, tôi biết. Đứng vô. Vô bịch bột ngọt. Ông làm cái trò gì vậy? Tôi lấy cái mic của tôi ra cho khác vậy? Nhà làm bên phòng cháy chữa cháy hả? Sao? Phun như đồng phun mưa cháy. Dạng như từ tư phun quần nhất thôi. Đừng có phun ra tới nhà bè nha. Móc. Phun. Nhanh lên kịch tính. Sắp nhạc lại kịch tính. Không quá ông nội. Sao ông hát? Hả? Ông tét hay bỏ tôi luôn à? Ai biết thấy táp quá để cho táp. Táp gì?
bà nào cha nghệ sĩ mà tám như cái là hang đá thịt bò vậy. Cái gì vậy? Cùng nó muốn. Trời ơi. Vô có hát không? Móc. Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có. Em muốn cái gì anh cho cái đó nè. Em muốn du lịch sang Mỹ nè, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quán Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Cái gì ông nội? Đang hát có Minh Nhí trong này nữa. Tiền đâu mua vé máy bay, cho ông đi với Hồng Kông. Ông không thiệt tình ông ơi. Hồi nãy giờ tôi đờn cho ông hát, tôi hát tôi đờn hết mình. Ông hát là ông đứng chỗ là ông đâu có hết thể hiện hết cái nhạc hip hop. Mắp. Trời ơi. Cái gì vậy? Không có nổi, ca không có nổi, gãy xương rồi. Đây tôi đỡ lên. À, cái gì? Đang đạp con kiến chúa. Vô gì? Sao mười mấy ký không đạp, đạp ngay chỗ 2,5 lạng. Thấy chưa? Thấy cái tai hại chưa? Không phải là tôi cấm anh hát nhạc hip hop. Nhạc hip hop nó có bài cũng hay lắm phải không? Mình lớn tuổi rồi phải không? Phải tùy cái loại nhạc mình hát. Nhảy làng ngoài có nghề vô nhà thương thấy chưa? Rồi, bữa nay giờ tôi hiểu anh rồi, anh cũng tốt à. Bây giờ hai anh em mình hát một bài cho nó vui được không? Móc. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, yeah. Đẹp trai, yeah. Dễ thương. Gì vậy? Làm trời vậy? Không có bầu mắc ói quá. Và con tim dám nè, rất trung tình. Wow. Tôi number 2. Anh number 1. Tôi number 10 nè. Anh number 1. Oh. Hey. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em đắm say suốt đời. Anh number 1 đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Oh. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé người anh yêu ơi. Vỡ chi xa xôi em biết không em ơi, em không biết đâu anh ơi, tình yêu anh dành cho em đó người em. I love you. Chúng ta và tự nhiên xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hết rồi đó. Thưa quý vị, lẽ ra là anh Tài anh rất là bận, mà hôm nay anh Tài nghe tin là họ một cái fan như thế này. Cái lý do tại sao fan lát em nói sau ha, mấy đứa ha, lát nói sau. Còn bây giờ có các anh chị và cô chú anh chị ở đây rất là đông, thì bây giờ hát tiếp với anh Tài hả? Anh mệt chưa? Chưa mệt. Chưa giờ. Sau đây quý vị sẽ cùng với Trường Giang và anh Tài sẽ thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên mặc dù hát không hay nhưng mà quậy tới bến, và hát được mang tên Dần Hờn của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Vô liêu sẽ bao hả? Ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Trả lại em yêu
những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Dần hờn chi em nét mi đượm buồn, dần hờn chi em chút thêm muộn phiền, dần hờn chi em nỗi đau ngập lòng vang xa thật rồi người ơi hãy quên. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đậm trên môi, và tình ta đó những đêm tháng tàn, để lần sau vui khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình đến đâu ai ăn ban đầu còn đau hỡi em. Người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nghìn trùng, kỷ niệm năm xưa sẽ tan bèo vắng xa thân rồi giờ như giấc mơ. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn nằm trên môi, và tình ta đó những đêm tráng tàn, để lần sau vui khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình đớn đau ai ăn bắt đầu giờ như giấc mơ. Chân mây cuối trời trói con tim thở dài, chờ ngày tình yêu đến trong cuộc đời. Lần này người ấy muốn yêu, yêu dài lâu mãi mãi. Lần này người ấy muốn yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu tròn con tim, một tình yêu, một tình yêu, một tình yêu phải dần hiên, phải dần hiên. Một tình yêu thì ngày mai quên em tìm mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy đã tìm thấy một tình yêu. Con đường đã qua sao nào, phù du như trong giấc mộng, những xa xưa tuyệt vời dành cho ai sống xa hiện tại. Niềm vui đã có trong tay, còn tìm đâu mãi mãi. Từ đây người ấy sẽ yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu, một tình yêu, một tình yêu, một tình yêu phải dần hiên. Một tình yêu mai với niềm tin mới, một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi, và người ấy, và người ấy sẽ tìm thấy được tình yêu, và người ấy, và người ấy sẽ tìm thấy, sẽ tìm thấy một tình yêu. Còn cái gì? Tại hồi xưa ba đâu có biết là con như vậy đâu, ba đâu cũng chết con đâu. Thì giờ con mày nói chậm này, mày sợ ai nha cái lưỡi mày hả? Nó không nghe con mẹ gì hết hả? Đếm từ 1 tới 10 coi, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. 1, 2, 3, 4, 5 em có đánh rơi nhịp đầu không là mày đó. Rồi bây giờ dài, để ba biểu, ba thương.